Kém Chi Nước Việt chào các bạn. Ngày hôm nay nhà mình đang tiếp tục đóng gói thức ăn dành cho chim họ Mi như các bạn đang nhìn thấy ở đây. Đấy, cái này đang phân thông xong này. Đây đang chia thành từng gói đấy. Mỗi một gói này các bạn thấy là đây là 2 lạng rưỡi. Như các bạn đang thấy ở đây. Đang hiện tại thì mình đang đóng ở phía ngoài sân. Đấy, khi mà đóng gói xong rồi đây sẽ thành các gói như thế này. Đấy, 1 kg mà sẽ được 4 gói như thế này các bạn nhé. Hoàn toàn nguyên liệu tự nhiên, chim ăn ổn định, sắc lông bền đẹp. Kg là 200.000 và bên mình có miễn phí ship tận nhà tới tay anh em toàn quốc nhé. Đó, các bạn có nhu cầu liên hệ trực tiếp với nhà mình theo cái địa chỉ ở trên video này. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ Cám Chim Đất Việt qua Facebook Cám Chim Đất Việt hoặc kênh YouTube Cám Chim Đất Việt. Xin chào tất cả các bạn.